Vì sao Hoàng Dung lại thành đôi với kẻ ngốc Quách Tĩnh? Kim Dung là bậc thầy tiểu thuyết kiếm hiệp và cũng là bậc thầy trong xây dựng những câu chuyện tình. Chuyện tình yêu trong tác phẩm của ông quả thật có rất nhiều điều để nói và cũng có rất nhiều điều khá khó hiểu. Ví như, tại sao một cô gái thông minh, đảm lược như Hoàng Dung lại yêu một kẻ ngốc như Quách Tĩnh? Trường Vô Kỵ yếu đuối nhu nhược, vì sao không thể lựa chọn Chu Chỉ Nhược hay kết đôi với Tiểu Chiêu mà lại kết tóc xe tơ với một Triệu Mẫn ngang tàn nhiều tham vọng? Trong khi đó, Lệnh Hồ Xung lại không đến được với Nhạc Linh Sang, dẫu cho họ từng cùng nhau luyện kiếm bên thác nước ăn ý đến thế. Tất cả đều là ý đồ của Kim Dung. Ngay từ đầu, những cặp đôi ấy vốn đã định sẵn là không thành rồi. Không những thế, các cặp đôi nên duyên trong truyện thường phải có tính cách rất trái ngược. Một thánh cô Nhậm Doanh Doanh nghiêm khắc và cẩn trọng sẽ nên duyên với Lệnh Hồ Xung hời hợt tan bồng. Và một tiểu long nữ lạnh lùng đến mức không có cảm xúc sẽ rung động trước một Dương Quá chuyện gì cũng hành xử theo cảm tính. Kỳ thực đều có dụng ý thâm sâu của tác giả. Sự trái ngược của các cặp đôi không phải là để đối đầu nhau mà là để bổ sung cho nhau. Như chính Kim Dung từng viết, tính cách vợ chồng cần phải bổ khuyết cho nhau. Người Á Đông có triết lý tương sinh tương khắc, quan niệm rằng sự vật phân thành âm và dương, thuận và nghịch, chính diện và phản diện, hai trạng thái tuy đối lập nhau nhưng lại bổ sung và hoàn thiện cho nhau. Nếu chỉ hoàn toàn là âm hoặc hoàn toàn là dương thì không hợp lý, tàn khuyết bất toàn, phải cần một âm một dương khi kết hợp lại sẽ vô cùng hài hòa. Trong cuộc sống, người ta phải trải qua những năm tháng chiến tranh, loạn lạc mới thấy hòa bình đáng quý dường nào, phải từng ở nơi lao tù mới hiểu niềm vui của sự tự do, phải nếm trải nỗi mất mát mới biết trân trọng những cái đang nắm giữ, phải vượt qua muôn ngàn thất bại mới có cảm giác hạnh phúc khi thành công. Cả hai yếu tố chính và phản đều cần thiết. Nếu người ta làm gì cũng đạt được ngay, không có điều gì cản trở cả, tất nhiên khi đó sẽ không có niềm vui của sự thắng lợi, nhân sinh sẽ trở nên vô vị và tẻ nhạt biết bao. Tiểu thuyết Kim Dung mang theo rất nhiều tinh túy của truyền thống phương Đông. Lối xây dựng vợ chồng cần bổ khuyết cho nhau của ông chính là phản ánh một phần đạo lý tương sinh tương khắc mà cổ nhân truyền lại. Quách Tĩnh khờ khạo cần trí thông minh của Hoàng Dung mới có thể thủ thành Tương Dương. Chỉ đơn thuần dựa vào võ nghệ mà không có tâm cơ thì làm sao lâm trận đánh giặc? Nhưng Hoàng Dung khéo quá có khi lại hóa vụng. Một người khôn lõi thì làm sao có thể khiến ngàn vạn anh hùng kính phục được? Chỉ có sự trung nghĩa và đôn hậu của Quách Tĩnh đối đãi với nhau bằng tấm chân tình, không chút toan tính, mới có thể cảm động được nhân tâm, khiến người ta chủ động xả thân giúp đỡ. Trương Vô Kỵ việc gì cũng hay do dự, rất ít khi đưa ra quyết định. Kỳ thực là vì chàng trai này quá nhân hậu, chứ sợ quyết định của mình làm người khác phải tổn thương. Cho dù người bị tổn thương là kẻ ác thì chàng cũng không nỡ. Cá tính quyết đoán ngoài việc chỉ nói một lời của Triệu Mẫn có thể hỗ trợ cho chàng vào những lúc như vậy. Nhưng Triệu Mẫn ngoài bảo cao xa, tham vọng quá lớn khiến nàng không có nét khả ái của một nữ nhi. Chỉ lối sống thuận theo tự nhiên của Trương Vô Kỵ mới khiến nàng quay lại là một cô nương bình thường, biết e thẹn và cũng biết nghĩ cho người khác. Kim Dung từng chia sẻ rằng ông thích Tiểu Chiêu nhất nhưng không thể ghép đôi nàng với Trương Vô Kỵ được bởi chỉ có Triệu Mẫn mới phù hợp. Nhậm Doanh Doanh là con gái của giáo chủ ma giáo, vì nhiễm tính cha nên có thể nói tà khí đầy mình. Tính tình cô nàng nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn, chuyện gì cũng thận trọng quá mức, bởi vậy không có lấy một người bạn thực sự. Lệnh Hồ Xung vì hời hợt mà có thể hòa hợp với tất cả mọi người, cũng bởi xem nhẹ mọi chuyện nên lòng khoan dung là rất lớn, rốt cuộc có thể cảm hóa được cái tà khí của Nhậm Doanh Doanh. Ngược lại, bởi Lệnh Hồ Xung cái gì cũng không coi trọng, khiến bản thân trở thành kẻ vô kỷ vô cương, thích gì liền làm nấy, tuy không làm chuyện ác, nhưng cũng đã kết giao với nhiều kẻ thực sự không ra gì. Trong trường hợp này,
thì sự nghiêm khắc và thận trọng của Nhậm Doanh Doanh là cần thiết để khóa chân chàng tử đồ phóng túng đó lại. Tiểu Long Nữ lạnh lùng như khối băng hàn ngọc, cái gì cũng không quan tâm, đối với mọi chuyện đều dửng dưng, không cảm xúc. Còn Dương Quá hoàn toàn bị tình cảm chi phối, chỉ suy xét bằng cảm tính, tốt với ta thì là người tốt, không tốt với ta thì là người xấu. Trong người chàng trai này như có ngọn lửa mãnh liệt của chữ tình vậy. Lấy lửa công bằng, cuối cùng khiến trái tim vô cảm của Tiểu Long Nữ tan chảy. Vì nàng quan tâm đến Dương Quá, cũng khiến nàng biết cảm thụ thế giới xung quanh, không còn là bình hoa di động nữa. Dương Quá cũng từ nàng mà dằn được lối sống tình cảm xuống, trở nên chín chắn và bớt ngạo mạn hơn, có thể suy luận bằng cả lý tính, đã thực sự trưởng thành. Đọc Kim Dung, hiểu Kim Dung, ngẫm về cái lý tương sinh tương khắc của tạo hóa, khiến người ta minh bạch rằng mọi vật trên đời không nhất thiết phải phù hợp với nhau, có khi là rất đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau. Khi kết hợp lại thì hài hòa không khiếm khuyết, như áo trời không có đường may. Quan trọng là người ta có đủ khoan dung để tiếp nhận chỗ khác biệt của người khác hay không mà thôi.